Dạ, em xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với kênh Hoa Lan Phố Pleiku của em. Chiều hôm nay là chiều 20 tháng 10 năm 2024 và âm lịch là hôm nay là 18 tháng 9 âm lịch. Thì hoa vườn em nó vẫn nở, nhãn vườn em nó cứ vẫn nở và nụ thì nó cứ vẫn còn. Thì nhân ngày 20 tháng 10 em xin chúc các chị là có được sức khỏe dồi dào và luôn vui tươi hạnh phúc và là chỗ dựa hậu phương vững chắc cho chồng con. Xin chúc các chị được nhiều sức khỏe và xin chúc mọi người có được một buổi chiều 20 tháng 10 vui tươi hạnh phúc. Và hôm nay trong cái buổi quay hôm nay thì hôm nay do em bị đau cho nên em nói nó cũng hơi không không được rõ lắm, thì mong anh chị thông cảm. Em cũng đang cố gắng em quay cái mặt hoa này để em gọi là trả mặt hoa cho một số anh chị mà có sưu tầm cái cây mà hôm trước em tách đây, và đồng thời em cũng quay một vài cái cây và hoa ở trong vườn để em lưu lên kênh làm cái tư liệu ở trên kênh mình luôn. Và đồng thời anh chị nào yêu mến thì cũng có thể ngắm cùng với em. Đây là cái cây mà hôm trước em tách đó anh chị. Hôm trước em tách này, em tách những cái cây con, bây giờ nó còn những một số cây. Vài hoa thì hôm trước anh chị cũng thấy rồi, nó cũng nở cũng tương đối lâu rồi, nhưng mà do em không có quay được. Bây giờ em mới quay được cái hoa này. Nó nở từ cái hôm hôm trước em tách cây ở cái video trước á, thì em nghĩ chắc nó cũng tầm đâu đó cả tháng rồi, nửa tháng gì đó rồi nè. Cái hoa của nó đây nha, đó, anh chị thấy nè, hoa này thì nó phê lắm, cái cần hoa nó to nó dài và hoa này nó dày, nó thơm thì thôi rồi luôn, thơm lắm anh chị ơi. Em thích cái dòng này, mình thích nó là những cái hoa nó khô, những cái hoa nó khô khô luôn á nghe, nhưng mà cái anh chị vẫn nó còn vẫn lưu cái hương thơm của nó. Và cây này thì cái hương thơm của nó thì thôi chứ khỏi khỏi phải nói luôn, nó thơm lắm. Lá nó to mà nó ngắn nè anh chị coi nè. Nhưng mà cái này khi mình về mình nuôi nó nuôi con nhiều quá này, nuôi con nhiều quá cái bắt đầu là cái lá nó mất lực, nó mất lực nên nó nhỏ này. Anh chị thấy không? Cho nên các anh chị mà sưu tầm cái cây của em á, về là chăm từ từ nha, chăm đến khi nó đủ lực nó lên thì nó sẽ đạt được như cây mẹ nha. Đây hoa đây này, không biết là có bầu cánh mai rồi như ý của anh chị không, nhưng em thấy cánh hoa này, cái hoa này nó rất to và nó bầu so với những cái hoa bình thường khác nha. Này cánh đó này, cánh đó này đó, thấy chưa, nó nguyên cái chậu của nó còn y nguyên như thế này thôi đó. Cây đây hôm trước em cũng có quay này nè, nó là con của cái cây, con của cây em tách đây luôn nè, nó là con của cây này luôn nè, nhưng mà nó con lứa đầu tiên, bây giờ nó cũng đang đẻ thêm con nữa, hoa nó nè, nó cũng là hoa nó luôn đó, đó. Cũng là hoa nó luôn nè. Chị thấy chưa, thơm lắm, cây này nó thơm lắm. Đây trong vườn thì hiện tại bây giờ thì nó cũng có những cây đang hoa như thế này nè, nó những cây đang hoa như thế này, rồi nó cũng có những cây đã tàn, rồi những cây cũng đang nụ rất là nhiều. Cây tàn này đó, hoa tàn này đó, cái hoa khô đó, nhưng mà khi mình ngửi nó vẫn còn thơm nha. Cái nhạn này là nó hay chỗ đó đó. Một mặt hoa khác đang nở này, đây cũng một mặt hoa tiếp theo đang nở này đó. Rồi còn cái cây đây là cây rừng này, cây đây là cây rừng này, nở đến khi tàn rồi mà em vẫn chưa có được cái tấm ảnh nào để lưu hết, nở khá lâu rồi, cái này nở cũng hơn nửa tháng rồi.
mà em cũng chưa có được một cái tấm ảnh hay một cái video nào để lưu nó. Đây nó này, cái này chị Thiên cũng khá đẹp, lại một mặt hoa khác của với cái gieo hạt, một mặt hoa khác của cái lô gieo hạt này. Rồi còn những cái cây mà nó mùa này cũng trong cái lô đó luôn, nhưng mà cái mùa này nó chưa có hoa thì là nó thân lá, nó đi thân lá, nó đi thân lá nên nó không cho hoa được gì. Anh chị thấy thân lá rất là khủng khiếp đó, rễ đó này. Những cái cây mà nó phát triển thân lá nhiều thì nó lại chưa cho hoa, cho nên một số cái chậu hoa đó là cái chậu, những cái chậu cây nó không, nhiều lúc nó không đẹp bằng những cái cây thân lá như thế này. Đây nè, em đứng ở dưới em quay lên nè, cái cây vẫn còn mới đang nụ nè đó. Nói chung cũng một còn một vài một số cây cái nụ nó cũng nhỏ nhỏ nữa, hy vọng là mình có được cho đến Tết mình vẫn có hoa được không nè, có hoa để mình chơi các anh chị, hy vọng là thế, hy vọng là thế. Đây là cái cây đang nụ đó, bây giờ giữa tháng 9 rồi đó, giữa tháng 9 năm đó. Rồi hôm nay thì lên nói không, hôm nay lên nói không thì sợ nó cũng buồn, anh chị cũng chán, cho nên em cũng không có còn nhiều, chỉ còn một vài số thôi, còn cũng nhiều cây xấu anh chị, chứ không phải cây vườn em cây nào cũng đẹp đâu. Thì những đa số nhiều cây đẹp thì đã được các anh chị sưu tầm rồi. Còn hôm nay em sẽ chia sẻ cái đơn này, em chỉ có hai đơn để chia sẻ thôi. Đơn số 1 nè, chậu này một cây đi với lũa, lũa em gắn túc áo vài bữa nữa mới gắn thôi, nó chuẩn bị bám rồi, vài bữa nữa lên xanh là nhìn cái lũa này, nhìn cái tổng thể cái này rất là đẹp. Cây này nó đẹp lắm nha, cái này nó xếp đều và nó chỉ thiên thế này nè, ngoài nụ đó, nụ sẵn luôn, rễ này, móc câu nè, dán móc câu nè, tổng thể cây. Chậu này thì 450.000 bao ship đó, 450.000 chuyển khoản bao ship. Cái độ lớn của nó nè, lá nó xếp đều đẹp lắm nha. Đây em có chậu số 2, chậu số 2 2 cây. Cây này cái lá nó dày lắm nha, cái lá nó dày đẹp, nhưng mà lại chưa có hoa, chưa có hoa. Đó, xếp đều vậy này, vai hơi ngang. Cây này thì lá lướt hơn tí, cây này lá lướt hơn tí, có một chùm nụ đang chuẩn bị nở, vài ngày nữa là nở thôi, rễ xung xê rễ này. Chậu này 850.000 chuyển khoản bao ship. Anh chị nhìn lại cây, chất lá, độ lớn này, độ lớn tay em này, nhìn cái tay em để vào này đó. Thấy chưa? Đây, quay qua đây, cây này cho rõ hơn. Đó, cây này, cái góc đây, góc quay đây. Đó, có tiền bao nhiêu thì lại nhập mấy con này về nữa anh chị. Đó, nhiều lắm, nhiều quá trời quá đất luôn. Mấy con này hàng tuyển chọn không nè, lá con nào con nấy, to lắm nha. Nhưng mà đây là tháng 4 nha, tháng 4 hàng rừng á, hàng rừng nè, lá rừng nè, anh chị nhìn nè. Đó, thấy chưa, bây giờ mà không lo mấy cái đây thì mai mốt làm gì còn nữa, mai mốt làm gì còn. Giống như nhạn tháng 8 hồi xưa em mua 1 kg từ mấy trăm ngàn cho tới mấy triệu,
bây giờ không bán ký nữa mà bán từng từng cây từng mầm rồi đó. Bây giờ tháng tư buôn đôn này, buôn đôn chuẩn luôn, nguồn gốc em mua rất là rõ ràng luôn. Mà cái này phải vài năm nữa mới nói chuyện được. Bây giờ mình phải có cơ hội và có những cây đẹp như thế này là mình lo mình đem về, mình lo mình đem về đó, anh chị nhìn nè, chứ không là mai mốt là không có để mà chơi luôn. Còn tháng 8 mà cỡ này thì thôi rồi luôn, không 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 thể nào mua nổi, đúng không anh chị? Lá to lắm, lá to lắm. Còn bên đây nữa nha, bên đây. Hả? Còn bên đây nữa, đây cũng là nó luôn, tháng tư luôn đó, một lô á, nhìn là biết liền nha. Chứ không phải là hàng gieo đâu nha, tháng tư cũng không mấy người gieo ba cái tháng tư này làm gì đâu, giờ người ta lo gieo tháng 8 không rồi. Đó thấy, đó thấy vậy á, chứ em để như thế này này anh chị, cứ để vậy thôi, mình rảnh lúc nào mình trồng lúc đó, nó có khi là vài tháng sau em mới trồng hết tất cả những cái con này đó, cứ cứ để nó ra rễ thì cũng để nó ra rễ, mình trồng kịp thì trồng, không trồng kịp thì thôi, mình cứ để như thế này thôi. Cây mấy cây tách nhà em cũng vậy, em cũng cứ để. Rồi giờ quay tới cái chậu này, nhưng mà bây giờ chiều quá rồi, bây giờ chiều quá em lại có việc nữa, lại có việc nữa rồi, cho nên em không kịp quay cái clip tách cái cây này ra, tách cái cây này ra này, cây con này, cây này cái lá em đo là 4 cm mấy á, cái lá nó cũng khá to, cây này lá cũng khá to và cái côn của nó cũng cũng ngắn nha. À, lá to mà con ngắn nhìn nó cũng rất đẹp, nhưng mà nó bị lỗi đây, còn trên đây không biết vì sao mà ra xoắn xít như thế này, nó ra xoắn xít như vậy. Rồi clip sau em sẽ quay em tách cái cây này để lưu cái tư liệu trên kênh luôn, em tách cây này em trồng để em không bán, cây này chưa có giống đó, nó cũng chưa có hoa chính chủ. Anh chị coi cổ lá này, cổ lá kít rít luôn, nó chưa hoa do em kích cây con á, rồi cắt cái cây đó xong rồi cái có thể là đốn, có đốn gốc rồi em lấy ba cái mầm con này em làm tác phẩm nè, ba mầm con này đều có rễ rồi, em làm một cái tác phẩm, em đốn gốc và em tách cái cây con ra trồng chậu mới, rồi cái cây này tách ra thành một cái chậu mới nữa, ở trên nó xoắn lá xoắn. Cây này sao không thấy sắn mà bây giờ tự nhiên sắn như thế này nè anh chị, cái lá sắn lại cái này thì để clip sau em sẽ cập nhật anh chị xem để làm lưu tư liệu trên kênh luôn. Rồi em xin clip hôm nay thì chắc có lẽ bao nhiêu đó thôi, nó chỉ có bao nhiêu đó, chủ yếu là em trả cái hình mặt hoa cho mấy anh chị mà sưu tầm cây của em. Rồi có hai đơn đó để cho anh chị sưu tầm cho vui, cho nó đỡ chán khi mà chúng ta xem clip thôi. Rồi em xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chúc anh mọi người ngày 20 tháng 10 sức khỏe, mọi việc cuộc sống đều tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.